84 tánh xấu của nữ nhân, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh, Bộ Luật Kinh số 1478, Kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni. Đức Phật bảo Hiền Giả A Nan: Phàm trong thiên hạ dâm dục cấu uế rất nặng, nếu có thể đoạn trừ tâm tánh này thì có thể đắc đạo. Thân người nữ ví như ngọc báu, hình ấy rất đẹp, không được đứng nhìn lâu, vì như vậy sẽ mê loạn đạo đức, bỏ mất thân người. Vì sao? Vì muốn có được viên ngọc quý phải vào trong biển cả, tìm kiếm không ngừng, thân chết rất mau. Người nữ cầu đạo, chỉ do 84 tâm tánh xấu mà trở lại tự trói buộc thân. Người rơi vào trong 84 điều ấy như chìm nơi biển sâu, chắc chắn bị chết đuối. Nếu có thể dứt trừ 84 điều này, thì liền đắc quả A-la-hán. Hiền giả A-nan chắp tay quỳ gối thưa Đức Phật: Những gì là 84 tánh xấu khiến cho người nữ không chứng được đạo? Cúi xin Đức Phật dùng oai thần giảng nói, hiện oai đức đáng kính để chúng con được nghe hiểu, tin nhận, ưa thích nghĩa lý ấy, suốt ngày tu tập thấu tỏ, thoát khỏi tội lỗi, đạt được chánh chơn và đều được an vui, vào đời vị lai đều được tỏ ngộ. Phật bảo Hiền giả A Nan: Hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ kỹ, ta sẽ vì ông mà giảng nói đầy đủ. Này A Nan, hãy lắng nghe và phụng trì, ta vì các tỳ kheo ni đời quá khứ, vị lai và hiện tại mà giảng nói pháp cốt yếu này, khiến họ phụng trì. Nếu ai thực hành đúng như pháp thì sẽ mau đắc đạo. Đức Phật nói, người nữ có 84 điều xấu làm mê hoặc người khác, khiến họ không đắc đạo. 84 điều xấu là những gì? 1. Người nữ ưa thích trang điểm sắc đẹp. 2. Người nữ ưa thích chải tóc mượt mà. 3. Người nữ ưa thích son phấn để mê hoặc người nam. 4. Người nữ ưa thích việc nhỏ nhen dòm ngó. 5. Người nữ thích môi son má phấn. 6. Người nữ thích đeo hoa tai. 7. Người nữ thích đeo chuỗi anh lạc bằng vàng ngọc ở cổ. 8. Người nữ thích mặc áo lụa là quý giá. 9. Người nữ thích mang giày. 10. Người nữ thích đi mà vung tay. 11. Người nữ thích liếc ngó. 12. Người nữ thích nhìn trộm. 13. Người nữ muốn nhìn người nam, khi thấy rồi lại thu mình lùi lại. 14. Người nữ thấy người nam đi muốn nhìn sau lưng họ. 15. Người nữ muốn người nam nhìn thấy thì lại cúi đầu không nói. 16. Người nữ thích đi lắc đầu lắc mình. 17. Người nữ khi ngồi thích lắc đầu lắc mình. 18. Người nữ thích ngồi cúi đầu mân mê móng tay. 19. Người nữ thích ngồi vừa nói vừa cười mỉm. 20. Người nữ thích nói tiếng nhỏ nhẹ êm ái. 21. Người nữ thích vuốt ve hai hàng lông mi. 22. Người nữ ưa ngồi lớn tiếng quát tháo chó mèo. 23. Người nữ thấy người nam đến, bên ngoài tỏ ra rất giận dữ, nhưng trong lòng thì vui mừng. 24. Người nữ cao ngạo tự đại hay ganh ghét người khác. 25. Người nữ vì muốn được chồng thương chiều mà giả vờ giận dữ. 26. Người nữ thấy chồng giả vờ giận dữ, nếu chồng bỏ đi thì lại buồn rầu hối hận. 27. Người nữ thấy người nam đến giả vờ giận dữ mắng chửi, nhưng trong tâm lại rất vui mừng. 28. Người nữ thấy người nam bỏ đi, miệng thì nói xấu, nhưng trong lòng thì rất thương nhớ. 29. Người nữ luôn miệng mắng chửi bảo đi mau, nhưng chắc chắn là không đuổi. 30. Người nữ thích bướng bỉnh, chẳng cần biết người khác sai hay mình sai. 31. Người nữ khinh thường người cô độc yếu đuối, dùng sức để tỏ ra hơn người. 32. Người nữ ỷ có thế lực lấn lướt nói hơn. 33. Người nữ mượn không nhớ trả lại, vay không nhớ trả lại. 34. Người nữ thích cho người khác là quanh co, cho mình là ngay thẳng, cho người là xấu, còn mình là tốt. 35. Người nữ thích cho người khác ngu si bất thường, còn mình là người hiền. 36. Người nữ cho là mình hiền, còn điều ác đều là của người khác. 37. Người nữ lấy công của người khác làm công của mình, tự cho là mình giỏi. 38. Người nữ tự mình mệt thì than thở, người khác mệt thì mình lại vui vẻ. 39. Người nữ thích cho việc thật là giả dối, thích nói lỗi của người khác. 40. Người nữ ỷ giàu sang, kiêu căng mắng nhiếc người. 41. Người nữ nghèo nên ghét người giàu, vì hèn hạ nên ghét cao quý. 42. Người nữ thích gièm pha người khác, dùng sắc đẹp để tự vinh hiển. 43.
Người nữ thích phá hoại sự thành công, hủy hoại đạo đức của người khác. 44. Người nữ thích làm tán loạn chánh đạo. 45. Người nữ hay ganh ghét, cầu có, chê bai. 46. Người nữ hay bình luận, chê bai và hơn thua với người khác. 47. Người nữ bàn chánh đạo của học sĩ thanh tịnh khiến cho họ rối loạn. 48. Người nữ thích giữ điều hay dở của người khác, mê hoặc đàn ông. 49. Người nữ thích đem vật đi cho người khác rồi mong hồi đáp. 50. Người nữ thích cùng bố thí với người khác, sau hối tiếc trách mắng người khác ham tài giỏi. 51. Người nữ thích oán thù hay mắng chửi súc sinh. 52. Người nữ thích làm đẹp để mê hoặc khiến người khác chán bỏ đạo. 53. Người nữ ghét người giỏi đẹp hơn mình, muốn làm cho họ chết sớm. 54. Người nữ thích đem thuốc độc trộn trong thức ăn của người, tâm không bình đẳng. 55. Người nữ thích nghĩ điều xấu đã qua, luôn rây rứt mãi trong lòng. 56. Người nữ thích tự ý, tự dụng, không thích được người khác can gián, thích được vua nịnh. 57. Người nữ thích tọc mạch chuyện trong ngoài, che giấu sự việc, nhưng lại rêu rao ở xóm làng bên cạnh. 58. Người nữ thích tỏ ra mình mạnh mẽ, không muốn phiền hà, hay khinh thường không cần người nam. 59. Người nữ thích tự kiêu căng, đánh đập vô lý, tự giận tự vui khiến cho người khác sợ. 60. Người nữ thích những việc làm tham dục, đi đứng tự do, muốn khiến cho người nam làm trái chánh pháp. 61. Người nữ thích tham dâm, luôn luôn ganh ghét, nghi nhiều tin ít, oán ghét sát đất. 62. Người nữ thích giận dữ, ngồi duỗi chân vô lễ cho là đúng pháp. 63. Người nữ thích nói điều xấu ác, không kiên nể người thần. 64. Người nữ thích kiêu mạn, tự buông lung, khinh chê già trẻ, không biết trên dưới. 65. Người nữ thích tâm tánh xấu của mình, oán giận, nói năng không có thứ tự. 66. Người nữ thích nghiện ngập, không sợ pháp cấm. 67. Người nữ thích cấm cản người nam, không cho cùng cười giỡn với người khác. 68. Người nữ thích quanh co, tự dụng, khinh chê người nam là không cẩn thận. 69. Người nữ thích người khác gặp nạn, còn mình thì an ổn, lấy đó làm vui thích. 70. Người nữ thích lấy những điều xấu tệ để làm thương tổn bậc hiền sĩ, vua nịnh giả dối, làm điệu bộ mê hoặc đạo đức. 71. Người nữ thích dối trá vua nịnh, cho là người khác không biết. 72. Người nữ thích tham chuyện được mất, được thì sung sướng, mất thì buồn rầu, kêu than oán trời trách móc nặng lời. 73. Người nữ thích nguyền rủa mưa gió ở hướng ấy, chú nguyện cho điều xấu sanh, điều tốt diệt, không có tâm từ. 74. Người nữ thích bảo người khác phá thai, không muốn họ sanh con. 75. Người nữ thích nhìn trộm lỗ hổng để xem điều tốt xấu của người khác và xem họ có tiền của hay không. 76. Người nữ thích đùa giỡn để làm mê hoặc lòng người. 77. Người nữ thích dự trữ nhiều của cải, tham chất chứa không chán. 78. Người nữ thích khiêu gợi làm nhiễu loạn người nam, khiến họ tâm tánh thay đổi, không thể tự chủ. 79. Người nữ thích nạo thai mẫu hình, nhìn xem chỗ xấu. 80. Người nữ thích cười nhạo những người mù điếc câm ngọng đi khập khiễng, thích thú với sự xấu xí của người khác. 81. Người nữ thích bảo người bỏ vợ, muốn cho người đau khổ. 82. Người nữ thích bày cho người phá đánh nhau, hai bên đều mang họa. 83. Người nữ thích chỉ bày cho người làm điều xấu, tranh cãi kiện tụng, kiện đến cửa quan bị nhốt vào tù ngục. 84. Người nữ thích gây tai họa, dẫn đến điều sai quấy, thấy người điên cuồng thì cười lớn, rồi sanh lòng ham muốn, lợi dụng người điên ấy mà chiếm đoạt vật của người, khiến cho họ kêu than nói, người nữ rất đáng sợ. Này A Nan, phải biết rõ đây là 84 điều, những người nữ nào có thể đoạn trừ được 84 tánh xấu này, đều được giải thoát, đều được đắc đạo, đều được thành Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.